Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một cái video nhà rất là rộng, có cái vị trí thì là vô cùng hoàn hảo nha mọi người, gần như là trung tâm của quận Hà Đông, cụ thể là thuộc Hà Trì, Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí của cái ngôi nhà này đi ra các ngã trung tâm của quận Hà Đông cũng như là trung tâm của Hà Nội rất là tiện ích. Xung quanh thì gần những bệnh viện lớn và trường học mọi người ạ, trường học liên cấp, cấp 2, cấp 3. Và với cái vị trí ngôi nhà diện tích rất là rộng, diện tích cụ thể ở trên sổ đỏ là 42m2. Tuy nhiên với ngôi nhà này, từ tầng 2 chủ đầu tư thiết kế xây đua ra lên trên tầng 2 là được 52m. Hướng nhà là hướng đông nam nha quý vị. Giá chào bán 4 tỷ 350 triệu. Ngôi nhà này sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Quý khách hàng chỉ việc dọn đồ về ở ngay theo hiện trạng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý khách hàng có nhu cầu vay vốn tối đa 80% giá trị ngôi nhà, và với cái lãi suất ưu đãi nhất, thời gian vay dài nhất là 25 năm và tối thiểu là 3 năm nha quý vị. Căn nhà này xây dựng độc lập, thuộc mặt ngõ thông, ngõ trước nhà là 2m7 và cái ô tô đỗ ngay cạnh nhà luôn nha quý vị. Đó, quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh luôn, căn nhà ngõ thông, đường rộng rất rất hợp lý. Mặt tiền ngôi nhà rất là rộng nha quý vị. Đó. Và thiết kế 4 tầng rất là mát. Phần cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Đồng thời ở phía mặt bên hông này là có cửa sổ rất là thoáng. Từ vị trí ngôi nhà này, Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người, nó cách với lại ở trung tâm quận Hà Đông, trung tâm hành chính, nó chỉ khoảng tầm hơn một cây thôi. Và với cái nhà này thì toàn bộ mặt tiền là được ốp đá granite hết rồi quý khách hàng nhá. Đấy, vị trí trung tâm quận. Mời quý khách hàng theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà, khám phá xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào, có hài hòa hay không với cái giá bán đó. Đấy, như thể hiện trên video thì Ngọc Ánh review rất là thật, thông số nhà, giá bán, hướng nhà 100% đều là thật. Với cái đây là phần phòng khách nha mọi người, thì chủ đầu tư đấy, Ngọc Ánh chia sẻ rồi, căn nhà này chỉ việc dọn đồ về ở ngay lập tức thôi. Về phần gạch lát nền cũng như là hệ thống trần thạch cao chiếu sáng này, hệ thống điện, hệ thống nước đều được hoàn thiện đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt riêng biệt, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Đấy, toàn bộ ngôi nhà này thì chủ đầu tư là làm cái màu sơn chủ đạo là màu tông màu trắng nha mọi người, và gạch lát nền cũng là màu trắng luôn, cho nên bước vào cái không gian nhà này rất là thoáng và rất là rộng. Đấy, với vị trí phòng khách kê đồ đạc rất là hợp lý. Riêng cái vị trí phòng khách này nó đã khoảng tầm 15-17m rồi nha mọi người, rất rất rộng. Và từ vị trí phòng khách có thể hướng nhìn vào phía phòng bếp. Đây mọi người có thể nhìn thấy không, phòng bếp được thiết kế vô cùng hài hòa. Đó, và có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Thực ra cái căn nhà, cái diện tích lớn 42m2 trên sổ đỏ và thiết kế xây dựng từ tầng 2 ra như thế này thì cũng là một căn nhà cũng khá là hiếm mọi người ạ, được xây dựng độc lập. Với cái diện tích như vậy thì khá là hiếm, và cái vị trí ngõ thông, đường rộng cũng vậy. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế một cái tủ bếp nữa đây, thiết kế nhỏ xinh nha, lại vô cùng hợp lý, tủ gỗ an cường, đồng thời những cái phụ kiện bếp đi kèm đều là chất liệu inox 304 nha mọi người. Đây đây đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh luôn. Đó, vòi chậu cũng như là chậu đúc này, chậu rửa bát là chậu đúc nguyên khối, và cái vòi rửa cũng vậy, chất liệu toàn bộ là inox 304. Mặt bếp được ốp đá đen granite kim sa, và xung quanh bếp cũng được vậy nha mọi người nha, xung quanh cũng ốp đá kim sa luôn, rất rất là hợp lý, rất là đẹp. Cái không gian bếp cũng vậy, vô cùng đây, mọi người có thể kê đồ, kê bàn ăn ở đây cũng được, nhỏ xinh hợp lý. Tầng 1 còn có một nhà vệ sinh phụ nữa. Nhà vệ sinh này thì đầy đủ công năng, bồn cầu liền khối, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng ngôi nhà. Quá là đẹp, ngôi nhà chỉ việc dọn đồ về ở ngay thôi mọi người ạ. Đó, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 được thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang được ốp đá tự nhiên mọi người nha. Mời quý khách theo chân Ngọc Ánh lên tầng 2 khám phá ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà này được thiết kế như sau quý vị, gồm 2 phòng ngủ lớn và 1 phòng vệ sinh. Mời quý vị theo em vào phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà.
Đây, thiết kế cũng rất là hợp lý với cái khổ đất mọi người ạ. Phòng ngủ thì rất là rộng, và phòng ngủ này thì toàn bộ là ốp sàn gỗ công nghiệp. Đồng thời cái phòng ngủ này được thiết kế vuông vắn, nó khoảng tầm 13-14 mét vuông với cái căn phòng ngủ này nha mọi người. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Và với cái căn nhà này, đặc biệt hướng nhà là hướng đông nam, thì mọi người không hề lo bị nóng nha. Và các phòng ngủ này thì đều được thiết kế đầy đủ là ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Cũng như là thiết kế toàn bộ trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng đầy đủ, chi tiết, cửa thông phòng toàn bộ là cửa gỗ lim. Đấy, đây là căn phòng ngủ thứ nhất. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Anh sang khám phá căn phòng ngủ thứ hai. Đây là căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ này thì có nhỏ hơn một chút xíu so với cái căn phòng ngủ bên kia nha mọi người. Đó. Tuy nhiên thì mọi người có thể nhìn thấy đấy, rất là thoáng, phòng thì rất là rộng, cửa sổ thì mở ra hướng mặt ngõ cho nên nó là thoáng vĩnh viễn nha mọi người. Và cửa sổ nào cũng được chủ đầu tư thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo cái tính thẩm mỹ cũng như là an ninh cho cái ngôi nhà này. Phòng nào cũng được chủ đầu tư lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi nha quý vị. Đó, vô cùng hợp lý với căn nhà này. Tầng 2, 2 phòng ngủ. Và cái hành lang đây mọi người ạ, hành lang để đi vào hai phòng ngủ cũng như là đi vào phòng vệ sinh rất là rộng, cũng toàn bộ được lát sàn gỗ. Ngoài ra ở phía tầng 2 còn có một nhà vệ sinh để sử dụng đáp ứng cho hai phòng ngủ này. Thì nhà vệ sinh đây mọi người có thể quan sát luôn, hệ thống sen cây tắm nóng này, kệ để đồ cũng như là có quạt hút mùi và cửa thông gió. Đây nha quý vị. Và với cái căn nhà vệ sinh này thì đây chủ đầu tư lát toàn ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần rồi, rất là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Đây, bồn cầu liền khối, lavabo. Đó, đầy đủ. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo, mời quý khách hàng lên khám phá tầng 3 của Ngọc Ánh nhé. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm hai phòng ngủ thiết kế giống như tầng 2 và một phòng vệ sinh. Như vậy, bước lên trên tới tầng 3 của ngôi nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt rất là rộng, dễ dàng kê đồ vuông vắn, đồ nội thất rất là dễ dàng để phối ở trong cái căn phòng này nha mọi người. Đó, tiếp theo là căn phòng ngủ thứ tư. Đây quý vị có thể nhìn thấy, nói chung với cái vị trí của ngôi nhà này thì để mà nói nó là trung tâm của khu vực, xuất sắc luôn ấy mọi người ạ. Rất là gần với chợ, trường, phường, trạm, gần với những cái trường liên cấp lớn của khu vực, gần với lại các bệnh viện lớn, bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Ca Tân Triều. Nó chỉ phạm vi bán kính 1,5 km quay đầu thôi. Đây là phòng vệ sinh tầng 3. Và với ngôi nhà này 4 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh riêng biệt, tất cả các phòng vệ sinh đều đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Và phần còn lại của ngôi nhà đó là tầng 4. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên tầng 4 của ngôi nhà với thiết kế của ngôi nhà như sau, gồm một phòng thờ và một khu vực sân phơi rất là rộng. Và ở trên tầng 4 là có một cái giếng trời ô thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang nha quý vị. Đó, và phòng thờ cũng rất là rộng. Đây, chỉ có duy nhất tầng 4 này, cái căn phòng riêng này là chủ đầu tư không lát sàn gỗ, thay thế vào đấy là lát gạch kích thước 60-60 vân đá mọi người nha. Đấy, như vậy với căn phòng này nữa thì là ngôi nhà này có tổng là 5 phòng riêng biệt. Phần còn lại cuối cùng của ngôi nhà đó chính là phần sân phơi. Đây mọi người có thể ngắm nghía một chút về xung quanh toàn bộ cái khu vực này, đi lại rất là tiện. Đi lên trục đường Thanh Xuân cũng tiện, đi ra trục đường Lê Văn Lương, Nguyễn Xiển cũng tiện.
mà với cái vị trí ngôi nhà thì rất là gần với những trường đại học lớn, ví dụ như là trường Đại học An ninh Nhân dân, trường Công nghệ Giao thông Vận tải, trường Bưu chính Viễn thông, vân vân. Thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này và một số vị trí ngôi nhà khác thì vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhé, 0953013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, nhớ đăng ký kênh để có thể là những cái khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.